Vào ngày hôm qua 6 tháng 5, Toyota Việt Nam chính thức ra mắt Corolla Cross 2024, đánh dấu lần đầu tiên mẫu xe này được nâng cấp kể từ khi bắt đầu ra mắt toàn cầu 3 năm trước. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và thuộc phân khúc gầm cao cỡ B+. Phiên bản 2024 của Corolla Cross đã loại bỏ bản G tiêu chuẩn, chỉ còn hai phiên bản là V với mức giá từ 820 triệu và HEV có giá từ 905 triệu. Mức giá thêm 8 triệu từ tùy chọn màu ngoại thất trắng ngọc trai. So với giá cũ, hai phiên bản này đã giảm lần lượt 40 và 50 triệu. Sau khi ra mắt, hình ảnh và thông tin về Toyota Corolla Cross 2024 đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, giúp khách hàng Việt Nam có được cái nhìn chính xác nhất về phương tiện. Lướt qua những bình luận, có thể thấy mẫu SUV Nhật Bản đang nhận được nhiều luồng ý kiến khác nhau, đánh giá các yếu tố như thiết kế, hàm lượng trang bị và công nghệ, khả năng vận hành. Toyota Corolla Cross 2024 nhận về nhiều lời nhận xét trái chiều từ khách dùng Việt. Nhiều người dùng cho rằng xe sở hữu thiết kế đẹp, đầu xe ấn tượng, cùng với đó là các giá trị cốt lõi của một chiếc xe Nhật vẫn được gìn giữ. Đây là các bình luận như Tầm tiền 1 tỷ thì Cross và Antis theo nhu cầu sử dụng vẫn là những lựa chọn tin cậy và chất lượng. Hay là bình luận như giá trị cốt lõi vẫn mãi đỉnh. Xe Nhật về độ bền và tiết kiệm xăng thì các hãng khác không bằng. Trong khi đó, cũng khá nhiều bình luận cho rằng thiết kế xe chưa đẹp, không có nhiều thay đổi so với bản tiền nhiệm như Toyota làm xe đít con nào cũng xấu, vây rồi đến cross. Hay bình luận như khác mỗi cái mặt trước, không có gì thay đổi. Xe gần tỷ mà vẫn dùng cái màn hình lồi CRT ấy thì vô đối rồi. Cuối cùng, một yếu tố rất được người dùng Việt Nam quan tâm khi xuống tiền mua xe đó là giá bán cũng được mang ra mổ xẻ như giá ấy giờ là khó mua, kiểu gì cũng phải giảm giá định giá cao hơn cả phân khúc trên Mazda CX5 thì hết cứu. đúng là Toyota mua để giữ giá. Toyota Corolla Cross 2024 mang đến diện mạo mới với lưới tản nhiệt dạng tổ ong gợi nhớ đến thiết kế của Lexus RX cụm đèn pha LED mới được thiết kế sắc nét hơn, tích hợp đèn báo rẽ theo kiểu dòng chảy. đèn hậu LED cũng được thiết kế lại để dễ nhận diện hơn. các chi tiết như giá nóc, cánh gió và bộ vành được giữ nguyên từ phiên bản cũ. về nội thất Corolla Cross 2024 cung cấp hai lựa chọn màu sắc nội thất là đen hoặc đỏ, nổi bật với các đường chỉ may tỉ mỉ trên ghế da, tạo nên cảm giác sang trọng và tỉ mỉ. Xe được trang bị màn hình hiển thị đa thông tin cỡ lớn 12.3 inch cho cả hai phiên bản và màn hình giải trí 10 inch có khả năng kết nối không dây với điện thoại thông minh. Đối với phiên bản Hybrid, những tiện ích hiện đại khác bao gồm cổng sạc USB Type C, phanh độ điện tử và hệ thống giữ phanh tự động. Điểm nhấn đặc biệt của cả hai phiên bản xăng và hybrid là trang bị kính trần toàn cảnh, giúp không gian nội thất trở nên thoáng đãng và tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Phiên bản V được trang bị một động cơ xăng 1.8 lít, 4 xi lanh thẳng hàng, sản sinh ra công suất 138 mã lực và mô men xoắn cực đại 172 Nm. Phiên bản Hybrid HEV kết hợp giữa động cơ xăng 1.8 lít với công suất 97 mã lực và mô men xoắn 142 Nm cùng một mô tơ điện có công suất 71 mã lực và mô men xoắn 163 nm. Cả hai phiên bản này đều được trang bị hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Theo thông tin từ Toyota, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình trên đường hỗn hợp là 7,5 lít trên 100 km cho bản V và chỉ 3,6 lít cho 100 km cho bản HEV. Về mặt an toàn, Toyota Corolla Cross được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense bao gồm các tính năng như cảnh báo va chạm phía trước cảnh báo lệch làn đường hỗ trợ giữ làn đèn pha thích ứng và điều khiển hành trình chủ động ngoài ra xe còn có các tính năng an toàn bổ sung như cảnh báo điểm mù cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau cảnh báo áp suất lốp và bảy túi khí